trí nó rất là thuận tiện ở khắp mọi nơi, các bạn hãy đặt nó vào nhiều chỗ. Và màu sắc chính của nó là ba màu chủ đạo, ba màu đỏ, xanh và xanh nước. Thì cái máy này nó có hai chế độ, một là chế độ theo nhạc, nghĩa là khi mà tiếng nhạc lớn á, có tiếng nhịp trống các thứ thì đèn nó sẽ nhảy theo nhạc. Và chế độ thứ hai là chế độ auto, nghĩa là nó sẽ giữ nguyên một đèn và nó cứ xoay chậm chậm như thế này. Giờ mình sẽ để chế độ theo nhạc cho các bạn xem. Các bạn hãy quan sát theo hướng của đèn. Thường là chế độ auto. Enter. Các bạn thấy đó là đèn giữ ở nguyên một đèn, giữ nguyên một màu một và nó cứ xoay chậm chậm như vậy thôi. Sẵn đây thì mình sẽ chỉ bạn luôn. Sẵn đây thì mình sẽ hướng dẫn bạn cách để chỉnh theo chế độ. Đầu tiên là chế độ cảm biết, là chế độ theo nhạc. Các bạn chỉnh đến chữ sound và ấn enter. Thì đấy, nó sẽ bắt đầu thay đổi theo nhạc. Còn nếu bạn muốn giữ nguyên một màu theo chế độ auto thì đây, chỉnh ấn lúc này nha các bạn, thì chỉnh auto và sau đó các bạn ấn enter